Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong trận chiến chứng minh tư cách lớp trưởng ở ban nhất, Hoắc Vũ Hạo đã thành công đánh bại Vu Phong khiến cô nàng trực tiếp ngất đi. Tuy vậy, do quá sức hắn cũng lập tức ngã vào lòng Vương Đông hôn mê bất tỉnh. Mọi người đánh giá thương thế của hắn quả thật không thua kém gì Vu Phong. Thế nhưng, tối đó về sau, khi cùng Vương Đông tu luyện, Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục hơn phân nửa, bởi vậy sự xuất hiện của hắn ở buổi học hôm sau khiến rất nhiều bạn học thất kinh. Khi Chu Y bước vào lớp thì tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Lúc này, bà cũng tuyên bố Vương Đông sẽ trở thành lớp trưởng hệ cường công, còn Hoắc Vũ Hạo sẽ giữ chức vị tương đương ở hệ khống chế. Đây là quyết định của cô, nếu ai còn không phục trực tiếp bị khai trừ khỏi ban 1. Không chỉ vậy, liếc mắt không thấy Vu Phong đến lớp, Chu Y cũng tuyên bố loại trừ cô nàng khỏi lớp của mình. Ngay đến đây, Hoàng Sở Thiên, Đấu Hoa Bân và Chu Lộ rốt cuộc không chịu được nữa, bèn đứng lên khóc thuê. Kết cục là cả ba cũng chung cảnh bị trục xuất giống như Vu Phong. Một màn vừa rồi đã khiến những học sinh khác im bặt, ngay cả đệ tử Hạch Tâm còn bị lấy ra khai đao, còn ai dám mạo phạm Chu Y nữa, mà Tiêu Tiêu lúc này quay qua phía Hoắc Vũ Hạo nháy mắt nói. Vũ Hạo, ngươi thấy chưa? Chu lão sư đang trả thù cho ngươi đấy. Ta rất thích tính bao che khuyết điểm này của lão sư. Lúc này thì Đấu Hoa Bân vô cùng tức giận, hắn còn nghĩ mình có cơ hội được chức lớp trưởng cao hơn Vương Đông nữa. Ban 1 không nhận bọn hắn thì bọn hắn có thể đi đâu đây? Chẳng nhẽ sang ban 2? Ban 2 là của hệ phòng ngự và mẫn công à? Hắn ở lớp đó thì học được gì chứ? Quan trọng hơn là thể diện, là danh dự, là mặt mũi. Đường đường là công tử phủ công tước Bạch Hổ, vậy mà để bị khai trừ khỏi lớp. Nếu không phải hắn là đệ tử Hạch Tâm, chỉ sợ bây giờ phải cuốn gói về nhà rồi. Sau tiết học ấy, tin tức khai trừ đệ tử Hạch Tâm ra khỏi lớp đã chuyển đến tai Đỗ Duy Luân. Bởi vậy, ông đã gọi Chu Y đến trách móc. Ẩu tả, Chu Y, người nói coi người đã làm gì hả? Vừa mới phân ban đã gây chuyện lớn đến thế, người sợ người khác không biết tới mình phải không? Gần đây, thành tích dạy học của người khá tốt, học viện vừa định phê chuẩn người thăng cấp lão sư cao cấp, thế mà lại làm ra chuyện này. Người, Đỗ Duy Luân cực kỳ tức giận, vỗ lên bàn làm việc mà gào thét. Chu Y thản nhiên nói, phương pháp giảng dạy của ta là thế, lão sư cao cấp thôi thì dẹp đi, nếu ngài không đuổi việc ta thì ta vẫn cứ dạy như thế. Đỗ Duy Luân cứng họng, hắn thật sự rất muốn đuổi việc nàng. Ông biết phương pháp giảng dạy của Chu Y có vấn đề nhưng lại rất hiệu quả, bởi vậy liền lên tiếng. Chu Y, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, ngươi theo lớp này luôn đi, đến khi tốt nghiệp mà không đủ 5 đệ tử được vào nội viện thì sẽ khai trừ ngươi. Nghĩ dọa trước được nàng, nhưng không ngờ Chu Y lại không thèm để ý đến, lập tức nói, chỉ có nhiều chứ không ít. Nói xong, liền quay người rời đi. Lúc này thì Hoắc Vũ Hạo đã đến hệ hồn đạo để học tập, nhờ cái huy hiệu phàm vũ đưa cho nên hắn dễ dàng đi vào hồn đạo hệ rồi đi thẳng tới phòng thí nghiệm số 12. Nhìn thấy hắn, phàm vũ mỉm cười nói, đến rồi à, chuyện của con hôm qua ta nghe rồi, làm tốt lắm, nam nhân không thể chịu thua, càng không thể chịu nhục. Sự yêu quý và tận tâm của phàm vũ khiến Vũ Hạo vô cùng cảm động, bởi vậy trong quá trình theo học hắn luôn cố gắng hết mình để không phụ lòng của ông. Từ khi bước vào kỳ học mới, Hoắc Vũ Hạo đã chính thức trở thành một con ong chăm chỉ. Mỗi sáng sớm thức dậy thì tu luyện tử cực ma đồng, sau đó ban ngày đi học ở vũ hồn hệ. Cho dù là giữa trưa, hắn cũng không hề lãng phí. Cơm trưa xong, hắn lôi kéo Vương Đông cùng nhau tu luyện một lát. Như vậy, không những có thể làm cho tinh thần buổi chiều sẽ tốt hơn nữa còn có thể tăng lên thực lực. Vương Đông cảm giác như mình cùng Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu ra Hạo Đông lực tuyệt đối là một việc sai lầm. Mỗi ngày không cần hắn chủ động tu luyện, vừa đến giờ lập tức có Hoắc Vũ Hạo để lôi kéo hắn cùng tu luyện. Vừa kết thúc giờ học buổi chiều xong, Hoắc Vũ Hạo lại chạy sang hồn đạo hệ bên kia để tập luyện với Phạm Vũ. Bẵng đi 3 tháng, Hoắc Vũ Hạo đã có tiến bộ rất lớn. Hôm ấy, sau giờ học, khó khăn lắm đám Đường Nhã và Bối Bối mới rủ được Hoắc Vũ Hạo đi nướng cá một lần. Sau khi biết hắn có thành tựu lớn ở hệ hồn đạo, còn được Phạm Vũ nhận làm đệ tử thân truyền, Đường Nhã đã vô cùng vui mừng. Nhiệm vụ trấn hương đường môn có lẽ nàng phải đặt vào cậu nhóc này rồi. Nghĩ vậy, nàng đã truyền lại cho hắn toàn bộ bí mật về ám khí của đường môn. Nhờ đó mà việc nghiên cứu hồn đạo khí của Vũ Hạo có tiến bộ thần tốc. Trong các tuyển học ám khí của đồng môn, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên dùng đến chính là phương pháp rèn loạn phi phong truy pháp để chế tạo hồn đạo khí. Cảnh giới cao nhất của loạn phi phong truy pháp cũng chỉ khó 81 chùy. Khi hắn có thể liên tục phát động ra 36 chùy thì cửa thứ nhất của chế tác hồn đạo khí của hắn đã qua. Theo như lời Phạm Vũ nói, chính là trò giỏi hơn thầy. 5 tháng sau, trong kỳ sát hạch của hệ hồn đạo, Hoắc Vũ Hạo đã thành công chế tạo ra hồn đạo khí cấp 2. Thành tựu này của hắn khiến Phạm Vũ vô cùng hài lòng. Theo như ông nhận định, thì năng lực này của Vũ Hạo không thua kém gì các học sinh ưu tú học chuyên sâu về hồn đạo khí ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đến đây thì cũng hết tập 17 Đấu La Đại Lục phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.